con trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đem hết tâm thành nguyện cầu cho Phật pháp được trường tồn, cho dân tộc Việt Nam chúng con sớm thoát họa lầm than, cho nhân loại của chúng con được chung sống trong hòa bình, và cho tất cả muôn loài chúng sinh đều thấm nhuần Phật pháp. Chúng con xin đem hết tâm thành trong mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng con đã tạo các công đức, làm tất cả các việc lành, xin hồi hướng đến cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, lịch đại tôn thân, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cùng các hương linh thờ tự tại tổ linh đường, tại tháp cốt báo ân. Nhờ công đức Vu Lan thắng hội này, được sinh về cõi Phật an vui. Chúng con tâm thành cầu nguyện cho tất cả chúng sinh còn đọa đầy trong các cảnh địa ngục A Tỳ, vô gián, các đường tâm tối, hành hình hành hạ khổ đau, trong các loài ngạ quỷ, các loài súc sanh, đều nhờ công đức xá tội con nhân của ngày Vu Lan thắng hội, được thoát tất cả cảnh khổ, được sinh về cõi Phật đời đời an vui. Chúng con xin cầu nguyện cho tất cả những người bệnh tật, những người đang bị ốm đau hoạn nạn, cùng tất cả đệ tử chúng con được tiêu trừ nghiệp chướng, nuôi lớn được căn lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Noi theo công hạnh của Đức Phật và của chư Bồ Tát, chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày của chúng con sao cho xứng đáng với gia tài quý báu mà Đức Phật cùng với chư tổ đã giảng dạy và trao truyền, xứng đáng với truyền thống đạo đức của tổ tiên nòi giống chúng con, xứng đáng với ân đức sâu dày của cha mẹ, thầy bạn và của muôn loài chúng sinh. Chúng con nguyện đem con mắt trí tuệ để nhìn vào cuộc đời, đem trái tim từ bi để yêu thương tất cả, và đem bàn tay hùng lực để xây đạo về những đời, nuôi dưỡng cho thế hệ con cháu của chúng con sau này được nên người tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ ra quý nhà lý Phật xin Thank you.